Như chúng ta đã biết, sao Kim không thân thiện với sự sống. Thế nhưng ở độ cao 50 km so với bề mặt của hành tinh này, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Đã từ lâu, chúng ta khao khát định cư ở sao Hỏa, đến nỗi khoa học đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu để tìm cách sống sót trên hành tinh đỏ, rồi đưa robot lên tìm hiểu những đặc tính cơ bản nhất của sao Hỏa. Đến giờ, ta có thể phỏng đoán sao Hỏa từng sở hữu một sinh quyển tương tự trái đất, với những con nước lớn chảy trên bề mặt này đã khô cằn. Theo những gì ta đã biết về sự sống, nước hiện hữu trên sao Hỏa đồng nghĩa với việc hành tinh đỏ từng duy trì được sinh vật sống. Trong những phát hiện mới nhất, thiết bị đã thấy dấu vết của băng trong đất là một trong nhiều lý do cho thấy vi sinh vật hay sự sống đang tồn tại trên sao Hỏa. Tuy vậy, sao Hỏa vẫn là hoang mạc không phù hợp cho sự sống. Nhiệt độ sao Hỏa không đủ cao, cộng với khí quyển dày đặc bức xạ mặt trời sẽ khiến việc định cư tại đây khó khăn vô vàn. Cách hợp lý nhất để sinh sống trên hành tinh đỏ là tránh xa bề mặt, xây những căn hầm kiên cố trong lòng đất. Nhưng sao Hỏa không phải ứng cử viên duy nhất cho vai trò ngôi nhà thứ hai của nhân loại, thậm chí nó còn chẳng có trong danh sách những hành tinh có thể hỗ trợ sự sống. Tuy vậy, sao Hỏa vẫn là hành tinh thứ ba nằm trong khu vực ở được quanh một ngôi sao, trong trường hợp này là mặt trời. Hành tinh còn lại nằm trong khu vực này là sao Kim, nhưng sao Kim lại là hành tinh tiềm ẩn nguy cơ chết người. Thế vậy mà sao Kim lại có thể trở thành ứng cử viên sáng giá? Nhắc tới sao Kim là nói đến hành tinh nóng nhất hệ mặt trời, với nhiệt độ bề mặt lên tới 463,85 độ C, áp lực khí quyển lớn tới mức bóp nát được một lon nước ngọt và bề mặt hành tinh liên tục chứng kiến hoạt động núi lửa và như để đổ thêm dầu vào lửa. Sao Kim còn thường xuyên mưa axit sulfuric. Vậy mà sao Kim vẫn có thể duy trì sự sống? Vấn đề mấu chốt là đây. Khó khăn trong định cư trên sao Kim chỉ nằm tại bề mặt hành tinh, còn khí quyển sao Kim vẫn thân thiện với sự sống. Nói một cách khác là con người có thể sinh tồn trong khí quyển sao Kim. Đầu tiên, một bộ đồ bảo hộ sẽ không phải yêu cầu bắt buộc. Khi phi hành gia chỉ cần một bình dưỡng khí và mặt nạ hô hấp là đủ. Ở độ cao khoảng 50 km so với bề mặt sao Kim, khí quyển hành tinh khắc nghiệt lại giống với môi trường sống trên trái đất. Nhiệt độ ở độ cao này rơi vào khoảng từ 0 cho tới 50 độ C. Hơn nữa, khí quyển sao Kim rất dày, giúp bảo vệ phi hành ra khỏi các tác động bức xạ ion hóa từ vũ trụ và có thể trở thành lớp lá chắn để chống lại thiên thể ngoài hành tinh. Những thiên thể này sẽ bị thiêu rụi trên đường rơi xuống bề mặt sao Kim, một điều khó xảy ra trên sao Hỏa. Lực hấp dẫn cũng sẽ không ảnh hưởng tới chất lượng sống của những người định cư. Lực hấp dẫn của sao Hỏa chỉ bằng 38% trên trái đất, chắc chắn sẽ cản trở quá trình sinh trưởng của trẻ và thể chất của người trưởng thành. Trong khi đó, lực hấp dẫn của sao Kim bằng 90,4% trái đất. Lực hấp dẫn lớn đồng nghĩa với việc tàu du hành sẽ dễ tiếp cận với hành tinh hơn. Bên cạnh đó, sao Kim gần trái đất hơn. Thời gian di chuyển giữa hai hành tinh chỉ vòn vẹn 97 ngày, ngắn hơn nhiều so với hành trình từ trái đất đến sao Hỏa, có thể kéo dài từ 7 đến 9 tháng. Từ giả tưởng tới thực tế. Vậy chúng ta thiết lập khu định cư trên sao Kim thế nào? Nhà khoa học Jeffrey A. Landis công tác tại NASA đưa ra đề xuất, đó là thành phố trên bầu trời. Chúng ta có thể xây dựng những khu định cư lơ lửng trong không trung, được giữ trên không trung bằng những quả khí cầu khổng lồ và được xây bằng vật liệu nhẹ hơn không khí. Theo lời ông Landis, không quá khó để xây dựng và giữ cho thành phố bay cố định trên không. Bởi lẽ khí quyển sao Kim nhiều CO2, thứ khí ta vẫn chung sống bấy lâu. Nitơ và oxy có thể là khí nâng vật thể lên. Trên trái đất, ta vẫn biết để thứ gì đó bay lên, ta sẽ cần thứ đó nhẹ hơn không khí. Bạn biết gì không? Không khí của chúng ta nhẹ hơn không khí trên sao Kim. Có nghĩa là nếu bạn có thể lấy phòng mình đang sống, thay thế tường bằng thứ gì đó mỏng hơn, căn phòng của bạn sẽ nổi trong khí quyển sao Kim. Vì vậy, để sống trên sao Kim, chỉ cần đổ đầy nitơ và oxy vào một quả cầu khí khổng lồ, rồi sống bên trong quả cầu khí đó. Theo ước tính, với một quả cầu khí có đường kính 1 km sẽ nâng được 700.000 tấn, và quả cầu khí có đường kính 2 km sẽ nâng được 6 triệu tấn. Kết quả sẽ là một môi trường rộng rãi như một thành phố điển hình. Việc bảo vệ quả cầu khí khỏi các đám mây axit sulfuric hóa ra còn dễ dàng hơn. Đó là sử dụng Teflon.
Teflon hoàn toàn mạnh khi chống lại axit sulfuric. Nó là một loại polymer có thành phần hóa học chứa fluor và carbon, rất dẻo dai và rất bền khi tiếp xúc với các tác nhân hóa học ngay cả với dung dịch axit hay dung dịch kiềm nồng độ cao. Chính điều này nhựa Teflon có tính ứng dụng cao trong các ngành công nghiệp, đặc biệt trong các môi trường có tính ăn mòn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu quả cầu khí bị rách? Nhà khoa học Jeffrey Alanis khẳng định nó sẽ không giống như một quả bóng bay, bởi vì áp suất bên trong quả bóng sẽ giống với áp suất bên ngoài. Một vết nứt sẽ chỉ từ từ làm rò rỉ không khí, thay vì dẫn đến một vụ nổ thảm khốc ngay lập tức. Nó giống như việc bạn mở một cánh cửa sổ và từ từ khí bên ngoài lọt vào và khí bên trong rò rỉ ra ngoài. Môi trường sống càng lớn thì quá trình này càng chậm. Những thành phố nổi trên mây xuất hiện nhiều trong các tác phẩm khoa học giả tưởng, và nếu xuất hiện trong thực tế, nó sẽ dễ xảy ra nhất trong khí quyển sao Kim. Đã có những cá nhân tham vọng tìm cách nghiên cứu, xây dựng một thành phố như thế. Elon Musk có thể mơ tới thành phố thịnh vượng nằm trên bề mặt hành tinh đỏ cằn cỗi. Người khác cũng có thể mơ tới thành phố trên mây, lơ lửng phía trên một hành tinh thường xuyên có mưa axit. Bầu khí quyển của sao Kim có nhiều thứ chúng ta cần để bắt đầu. Đó là khí quyển CO2 có thể được chia thành oxy và carbon, axit sulfuric có thể được phân tách thành nước, oxy và lưu huỳnh. Và trong khi bề mặt của sao Kim vẫn không thể tiếp cận được với con người, thì chính robot có thể thay con người khám phá và khai thác địa hình đá. Các robot có thể được điều khiển dễ dàng bởi chính các công dân của thành phố trên mây trong thời gian thực. Với vị trí gần mặt trời, lượng năng lượng ánh sáng sao Kim nhận được sẽ dồi dào vô cùng. Theo tính toán sơ bộ, hiệu năng pin mặt trời sẽ cao hơn 40% so với điều kiện trái đất và hiệu quả gấp 240 lần so với một thiết bị tương tự trên sao hỏa. Tiếp theo, hành trình đột phá trên khí quyển sao Kim sẽ trải qua 5 giai đoạn, lần lượt gồm thăm dò bằng robot, khảo sát có người lái 30 ngày vòng quanh sao Kim, khảo sát có người lái 30 ngày tại khí quyển sao Kim, lắp đặt và hoàn chỉnh trong vòng 1 năm, và cuối cùng đưa con người lên sống dài hạn. Viễn cảnh về một thành phố biết bay nằm trên một hành tinh khác, vận hành bằng năng lượng ánh sáng và năng lượng hạt nhân, ít ra là cho tới khi ta có được năng lượng hợp hạch, sẽ là một kỳ quan mới của nhân loại.